Ôi rồi ôi các bác ơi, mic lại còn mạ vàng các bác ơi, các bác nhìn đây này, mic mạ vàng 24K luôn các bác ơi. Cao Hiền Audio xin được kính chào tất cả các bác, các chú, các anh, các chị yêu mến âm nhạc trên toàn quốc. Một lô mic cực kỳ đẹp, cực kỳ chất lượng. Và ngày hôm nay là ngày mùng 2 rồi, ngày mùng 2 tháng 10 năm 2022. Em Hiền lại tiếp tục giới thiệu đến tất cả các bác, và đặc biệt ngày hôm nay chơi lớn luôn, xả ra cho các bác giá rẻ luôn để cho tất cả anh em ai cũng có cơ hội mua xài, mua để tặng, mua để dùng cho chính mình. Và một dòng micro, một thương hiệu đến từ đất nước Đài Loan, đó chính là dòng micro H-Audio. Thì dòng H-Audio từ trước đến nay em Hiền đã làm rất là nhiều rồi. Tất cả anh em chúng ta cũng đã được va chạm với những dòng micro này. Và nó được sản xuất tại nhà máy Vedamic của Đài Loan. Và một trong những dòng micro được gọi là hàng quốc dân hiện nay, tất cả các anh chị em ở trên toàn đất nước Việt Nam cũng như là khu vực châu Á, các nước trên thế giới đang cực kỳ tin dùng và đang sử dụng vào tất cả các phòng hát VIP, các phòng hát karaoke, và đặc biệt là trong phân khúc gia đình. Thì dòng micro này nó được gọi là một trong những dòng thánh nịnh tiếng các bác nha. Rất dễ hát, giúp cho tất cả các bác là những người già, người hát yếu hơi, chị em phụ nữ trẻ nhỏ thì đều phù hợp với cái giọng hát cũng như là bộ micro này. Chính vì vậy em Hiền rất mong tất cả các bác chúng ta xem video đừng tua qua, hãy xem thật kỹ để chúng ta đúc rút ra những cái kinh nghiệm, cũng như là chúng ta sẽ có một cái quyết định quan trọng để khi mua một sản phẩm này nó có đáng tiền hay không và có nên mua hay không. Thì em Hiền cũng xin được chân thành cảm ơn tất cả các bác đã luôn luôn ủng hộ theo dõi kênh YouTube của Cao Hiền. Nhớ là đăng ký kênh nha, like video, bật chuông thông báo để ủng hộ Cao Hiền nhé cả nhà. Xin được chân thành cảm ơn tất cả các bác rất là nhiều. Và em Hiền sẽ giới thiệu sơ qua cho các bác về cái đầu đây. Dòng này thì các bác không cần phải giới thiệu quá nhiều rồi. Em sẽ cố gắng review và giới thiệu ngắn gọn hơn so với những video bình thường để cho các bác không mất quá nhiều thời gian. Và các bác chắc chắn một điều là chúng ta sẽ phải chốt một bộ micro như thế này để chúng ta về hát cũng như là mang biếu tặng cũng rất là ok luôn các bạn. Hình thức thì còn rất là sạch đẹp nha, mặt của nó là màu trắng Nga. Đấy, và đây chính là một trong những bộ micro thế hệ đời cao rồi. Nó có cả chế độ tự ngắt, có cả chế độ tiết kiệm pin, chế độ gia tốc, chế độ chống rơi, tất tật tật đều ok. Và các bác có thể nhìn tay đây, tay của nó thì đẹp tầm khoảng 95%. Đây, có những cái dọ của nó màu vàng này, có những dọ màu trắng, mà tất cả dọ của nó là đều là dọ hợp kim, dọ inox hết các bác. Và tay chân của nó thì cực kỳ là đẹp. Đây các bác nhìn đây, tay của nó là màu xám đá các bác nhá, màu xám đá CNC, mà ở bên ngoài thị trường hiện tại bây giờ đang gọi là mic da cá đó. Còn dòng này của nó thì các bác cảm nhận thấy một tay mic trông như là mic mạ vàng các bác ạ, rất đẹp, rất là chất lượng. Và đây chính là những cái dòng hàng thửa, hàng tuyển chọn. Và đây là một cái khu vui chơi giải trí. Dòng mic này được sản xuất vào cuối năm 2017, đầu 2018 và được đưa vào sử dụng năm 2018-2019. Tức là tất cả những dòng này của nó được gọi là thế hệ đời cao các bác nhá. Anh em có thể nhìn qua tay, tay cực kỳ là đẹp. Tua rất chậm các bác này, tua rất chậm nha. Thật sự nếu mà để mà nói một bộ micro hàng chính hãng mới thì nó phải tầm khoảng từ 8 cho đến 10 triệu. Và hiện tại ở Việt Nam thì cũng rất ít đơn vị phân phối những dòng micro hàng chuẩn, hàng xịn, hàng đắt tiền như thế này các bác. Đấy, nhưng mà nếu mà nói về cái giá thì nó chỉ bằng một bộ micro hàng chợ, hàng rẻ tiền thôi. Vì vậy rất mong tất cả các bác chúng ta xem thật kỹ để chúng ta sẽ có những quyết định. Đấy, tránh tình trạng mua về những cái hàng chợ, hàng rẻ tiền rồi lại cảm thấy ôm một cái cục tức vào người, đúng không? Đây các bác có thể nhìn thấy tay của nó đây. Đối với cái dòng tay thì nó tay màu vàng gôn thì nó có cái côn này màu đen hoặc màu vàng. Đó thì em chỉ để tượng trưng đây cho các bác nhìn thôi. Côn màu đen hoặc màu vàng các bác nhá. Nó là một loại, nó cũng giống như chống lăn đấy. Nó có rất là nhiều màu, màu xanh, màu đỏ, màu tím, màu vàng, màu cam, màu ghi, màu đen các kiểu. Và cái côn này của nó cũng vậy. Nhưng mà đây là em chỉ để mấy cái để cho các bác nhìn sơ qua. Còn nói về ruột gan thì hai con này của nó y hệt như nhau các bác ạ. Dòng này thì nó là cái chạy cái côn này các bác nhá, chạy một cái dòng côn. Đây các bác nhìn thấy có những cái côn mà của nó là dòng dòng XM. Đây, dòng XM. Dòng Noco này có là dòng côn XM các bác nhá. Thì tiếng tăm nó rất là hay, có những cái nó còn tem này, còn có những cái thì kiểu nó bị chóc chóc ta. Thợ của em này là người ta bóc ra, người ta vệ sinh, người ta lau chùi luôn. Nhìn chung thì cực kỳ là đẹp các bác ạ. Đấy, côn của nó đây. Tượng trưng của nó là cái côn này các bác nhá. Và nó cho ra một chất âm đầy, dày. Đấy, đủ ba giải, giải cao, giải trung, giải xì xẹt đều đầy đủ hết. Đấy, và côn này và côn kia của nó là hai cái thì em Hiền cảm
nhận cái chất âm của nó là đều như nhau. À, chính vì vậy các bác yên tâm, anh em thích màu nào thì anh em lấy màu đó thôi. Ví dụ mà các bác thích lấy tay màu vàng gold hoặc là tay màu xám đá thì anh em có thể liên hệ với các kế toán của các bác bảo là cho tôi đặt một bộ vàng gold hoặc là cho tôi đặt một bộ màu xám đá. Đó, và với thương hiệu H Audio thì nó là một trong những cái đơn vị là cực kỳ là cao cấp ở bên Đài Loan, và nó được phân phối đi tất cả các nước khu vực châu Á và Đông Nam Á của chúng ta. Kể cả dòng này của nó vẫn xuất đi châu Âu các bác nhá. Chính vì vậy là chất lượng âm thanh của nó khá là ok. Đấy, anh em nhìn nhá, gia tốc tự ngắt. Đấy, cảm biến chống rơi, sóng xa sóng gần này các bác này. Chỗ này của nó là sóng xa sóng gần này. Rất là hay. Và em Hiền để thử ở đây nhá. Hai tay này của nó đều như nhau, em review một chiếc thôi để cho các bác nhìn thấy. Còn ví dụ như mà các bác để cái tay mic này ở một cái vị trí nào đó, khi mà các bác đặt không may mà quay vào loa thì chỉ có 3 giây sau là nó tắt tiếng. Đấy, các bác chỉ cần đụng vào cái là nó tự động nó sáng đèn lên và nó sẽ đóng tiếng lại, và tầm khoảng 3 giây sau nó lại đóng lại. Rất là hay. Đấy, các bác nhìn chung tay chân rất là đẹp, cực kỳ đẹp luôn. Và anh em có thể nhìn tổng thể đây. Trước khi gửi đi thì em Hiền sẽ cho các bác là thứ nhất là chống lăn này, dây 6 ly nhá, nguồn nhá, và tiền ship mọi miền tổ quốc thì em Hiền đều trả cho các bác. Anh em không cần phải bỏ một đồng nào cả. Khi các bác nhận hàng được rồi thì các anh em có thể nhận hàng, xem hàng, kiểm tra hàng, sau đó thì các bác mới phải thanh toán hết tiền cho Cao Hiền. Cố gắng làm sao các bác nhìn thật kỹ để cảm nhận cái độ chất và độ đẳng cấp của nó. Và em Hiền sẽ cho các bác xem mấy màn hình đầu thu thì nó là hiển thị màu xanh lá. Đấy, cực kỳ sáng. Chính vì vậy mà ở trên cái máy quay các bác cảm giác nó hơi mờ, đúng không? Nhưng mà nhìn bên ngoài thì nó sáng lắm các bác nhá. Sáng nét nẹt luôn ạ. Và hiển thị cả 4 số, 3 số, hiển thị cả 6 số. Và hiển thị sóng dò F này, sóng AF, và có cả báo pin trên đầu thu. Đấy, và đây là nút volume các bác nhá. Bản này của nó được gọi là cái bản nội địa. Đấy, H Audio được gọi là bản nội địa của Đài Loan. Chính vì vậy mà các bác rất ít thấy cái dòng này đang có tại Việt Nam. Đấy, rất ít thấy. Và để có được một cái tay chân ruột gan nó đẹp như thế này. Đấy, tất cả nó còn sáng quắc. Đây các bác, em bỏ pin này cho các bác xem nhá. Đấy, nó còn sáng quắc như thế này thì không phải là lúc nào các bác cũng có cơ hội để sờ được. Đây. Wow, đẹp thật các bác ạ. Vỉ tím nha các bác nhá, thế hệ đời cao. Đấy, chạy sóng UHF. Qua chất lượng. Đó, anh em không cần phải bàn cái nha. Con vàng này cũng vậy. Em tập trung là em chỉ review có một tay thôi. Con vàng này của nó nội thất y hệt. Đấy. Riêng vâng, con vàng nó chỉ khác cái côn thôi. Đấy, và hai con này của nó thì tiếng tăm nó như nhau. À, tất cả cái này của nó là đều có là tăng giảm bằng phím mềm các bác nhá. Này, tăng giảm này. Ví dụ mà kịch của nó là tầm khoảng 31. Đấy, thì thường thường em Hiền sẽ để ở cái ngưỡng chuẩn còn tầm khoảng 25 cho đến 28. Đó, anh em mà dàn nào yếu thì các bác có thể tăng lên. Đấy, và đây là cái chế độ set này. Trong quá trình không may mà sử dụng đấy, nó bị sai tần số thì các bác chỉ cần ấn nút set này. Nó ra chữ P đấy, và nó chạy. Thì các bác chỉ cần quay cái tay mic vào cái mắt thần này. Đây bên này một cái, bên này một cái. Giữ cho em Hiền 3 giây tự động nó sẽ nhận lại. Đấy, mất bên phải thì tại chúng ta ấn nút set bên phải. Mất bên trái thì các bác ấn nút set bên trái. Đấy, chỉ cần ấn như này, quay cái màn hình của tai mic bật sẵn vào đây là nó tự động nó nhận lại rất là hay. Đó, và cho xem cái đầu thu đâu rồi. Bây giờ thì em Hiền cho các bác xem qua về cái nội thất nhá. Nội thất của nó thì chắc chắn một điều là anh em là những người dân sành về âm thanh, dân chuyên về âm thanh thì các bác cũng sẽ biết rồi. Đấy, và đối với con này thì anh em chúng ta không cần phải bàn cãi. Đấy, chạy hai hộp sóng đây các bác nhá. Thì một số dòng khác thì nó đóng hộp inox, mà như đối với con này thì nó sẽ bỏ hạn hộp inox là nó không hàn vào. Đấy. Và hệ thống xử lý tiếng của nó thì nó khá là ok. Có tất cả những chức năng hiện đại nhất nó nằm trên bộ micro này. Và dòng này thì các bác yên tâm rồi nha. Cao Hiền xin được cam kết, nếu mà hàng này của nó là hàng giả, hàng nhái, đấy, em Hiền xin phép đền tiền cho các bác 1 gấp 20 lần. Anh em không cần phải nghĩ ngợi về cái vấn đề xịn hay không xịn. Cao Hiền đã bảo lãnh xịn là xịn các bác nha. Đấy, ruột gan 100% chuẩn chỉ. Đấy, và con này của nó thì nó có thể hỗ trợ cho các bác đi làm show, làm sự kiện nhỏ và vừa cũng được. Bởi vì sóng con này nó khá ổn định hơn so với một số dòng khác rất là nhiều. Đấy, đây các bác nhìn đây này, mặt của nó thì gần như lại rất ít chảy xước, màu trắng ngà nhá. Nếu như mà anh em để lên cái dàn âm thanh của mình ở gia đình ấy thì nó rất là nổi. Hai tắc Canon nhá, hệ thống com này các bác nhá. Đó, và anten đây, và chạy điện 12V. Đấy, cắm điện 220 thôi. Anh em nhìn đây này, nếu mà anh em muốn mà hỗ trợ chống hú chống rít tốt, đấy, thì các bác để cho em từ 9 cho đến 12 giờ. Hai cái hệ thống autocom này của nó là chỉ có hàng xịn. Đấy, hàng chất lượng thì nó mới có hiệu quả thôi, còn một số dòng thì chỉ làm lên cho nó vui thôi chứ chẳng có tác dụng gì đâu các bác ạ. Đó, dây 6 ly ở giữa nhá, về các bác cắm ở lỗ này với em Hiền.
Hàng này của nó thì thật sự là nếu mà nói về cái không gian cũng như là ở Việt Nam thì gần như là rất là ít có. Bởi vì để có được những bộ micro đẹp như thế này thì thật sự là không phải lúc nào các bác cũng tìm được. Đấy. Một bộ micro cảm giác tay như mạ vàng. Và bây giờ thì em Hiền sẽ test tiếng cho anh em nghe đây này. Vâng, và bây giờ thì em Hiền sẽ test tiếng cho các bác nghe thử cái chất âm của nó nhá. Chất âm của nó thì thật sự là rất là uy lực, rất là sạch, đấy, chi tiết, đủ ba giải và lên nốt cao, không bao giờ bị xé tiếng. Đối với tầm khô này của nó thì các bác yên tâm này, rất nét. Đấy. Và xuống những giải trầm thì cái giải bát của nó rất là tròn trịa. Tức là hát chuyên nghiệp cũng được mà hát nghiệp dư cũng được. Tức là đây từ trước đến nay mic này người ta vẫn gọi là thánh định tiếng mà. Tiếng rất là hay và pin ăn như người. Alo 67, anh em ai có thể nghe xin đeo vào nha. 1 2 2 2 6 6 7 7, 1 2 2 6 7 8 9 10, 1 2 2 3 4 5 6 6 7 7. Alo 1 2 2 2 6 6 7 7. Alo, các bác nghe thấy tiếng có đá không ạ? Đây này, các bác nhìn đây này, 1 2. Đây các bác nha, nếu mà để nói một bộ micro mà không hú thì người ta còn được gọi là một bộ micro chết. Đấy, chỉ có mic chết, mic hỏng thì mới hú thôi. Còn một bộ micro đủ dài đó thì các bác về các bác căn chỉnh làm sao đúng với bộ micro này thì các bác sẽ cảm nhận được cái chất âm, uy lực cũng như là cái hệ thống hỗ trợ về hú tiết của nó cực kỳ là tốt. Và bây giờ em Hiền sẽ cho các bác xem đây này. Đấy, một tay mic nha. Đấy, có tất cả những tính năng hiện đại và các bác nhìn đây. Đấy, quay thoải mái, anh em nhìn thấy chưa? Đây loa đây các bác nhá. Em quay này. Anh em nhìn thấy chưa? Đó, rất ít hú tít. Đấy, còn các bác bảo là mic chống hú tuyệt đối thì không có chuyện đấy trên đời đâu các bác. Còn quan trọng là do cái người vận hành nữa các bác nhá. Đấy, rất ít hú tít luôn. Đây anh em nhìn này. Đúng không? Đây các bác nhìn đây này. Đúng không? Không phải là một cái bộ micro nào nó cũng có một cái chất âm tuyệt vời mà cái độ dung hòa giữa ba giải mà nó tốt như này đâu. Đây, 1 2 6 7, 1 2 2 6 6 7 7 7, 6 7. Alo, 1 2 2 6 6 7 7. Đây, các bác nghe nhá, tiếng cực kỳ hay. Đây các bác nhìn đây này. Đấy, tai mic nhầm vứt đây này. Loa đây đúng không? Cặp loa full 725 to vất vã luôn, nhưng mà các bác cứ yên tâm này. Đấy, nhìn thấy không? Đây, rất là ok luôn. Đấy, còn về các bác xài có vấn đề gì đấy hoặc là cần hỗ trợ gì trên dàn âm thanh thì các bác có thể kết nối qua Zalo, qua Facebook để gọi trực tiếp cho Cao Hiền. Cao Hiền sẽ hỗ trợ cho các bác vô điều kiện luôn. Và anh em Hiền xin phép được báo giá cho tất cả anh em, giữa tay màu vàng gold này và tay này của nó thì ngày hôm nay nó đều bằng giá nhau các bác nhá. Anh em ai thích cái gu đấy trông sang trọng, lịch lãm, gọn gàng thì anh em chọn bộ micro này. Còn các bác ai thích cái gu mà nó hiện đại đấy, rồi nó thời trang đấy, nó đẹp và nó hình thức thì các bác nên chọn bộ micro này. Và chất âm của nó hai con như nhau và với mức giá chỉ có 2.300.000 đồng thôi, đầy đủ phụ kiện, bao ship về tận nhà cho tất cả anh em. Chúng ta nhận hàng được phép kiểm tra, sau đó thì các bác mới phải thanh toán tiền cho Cao Hiền nhá. Rồi và bây giờ thì em Hiền xin phép nhắc lại là chế độ bảo hành cho các bác 3 tháng, hỗ trợ cho anh em trọn đời chỉ với mức giá 2.300.000 đồng thôi thì các bác đã sử dụng một bộ micro hàng xịn như thế này rồi. Tránh tình trạng là các bác bỏ tiền để mua hàng chợ, hàng kém chất lượng, hàng rẻ tiền. Đấy, lúc đó thì ôm cái cục tức vào người rất là bực mình. Rồi em Hiền xin phép dừng video tại đây và kính chúc cho tất cả các bác luôn luôn có một sức khỏe, gia đình bình an, hạnh phúc, may mắn và thành công trong cuộc sống nha.